Đầy đặn thì ui tơi, ui à, xòa. Ui rồi đến tận đuôi luôn. Xã màn. Ui da da da, mọi người thấy chặt thịt chưa? Xin ơi, nhìn chưa? Này, cái gì đây? Tôm. Cái tôm, cái tôm để làm gì? Mày cuồng cứt. Con này, cái này là nó cái... quen rồi mọi người. Không được thế, cái tôm đây là con gì? Con tôm để làm gì? Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 98 6 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Hôm nay anh em mình có một món cực kỳ đặc biệt nhá. Đấy, mọi người biết đây là con gì không? Tôm hùm đã bị luộc rồi mọi người nha. Cái gì đây nhỉ? Ôi. Luộc nấu tôm sống đấy. Tôm sống anh định à? Lười em à? Tôm sống mày luôn ra mà xem. Làm gì con tôm nào sống mà nó dễ đi đẹp mà nó đỏ đến nơi. Đấy, không phải tôm sống à? Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Tôm nhìn sống này. Nhìn là đấy, thấy chưa? Check công viên lên mà xem khỏe, sống khỏe luôn đấy. Sao đấy. Con này nó đỏ đấy. Con này từ Úc về đấy. Hay là... đấy, đấy, thấy chưa? Sống cái gì? À, thì, à, chín cái gì? Sống nguyên đấy, thấy chưa? Ui, nhìn này. Ui, này, bờ môi căng mọng của em nó đây. Đây, đây. Lâu lắm rồi mình không thấy con tôm hùm. Trời ơi. Nào mà nhìn đã này. Mà sao nó đỏ đấy anh nhở? Đây là tôm hùm Úc nha mọi người nhá. Thì tại vì cái tôm hùm bình thường ấy, thì nó thường là màu của nó hay màu xanh với lại màu màu xanh với lại màu gì gì đó. Nhưng mà đây là con tôm hùm Úc, như kiểu tôm hùm đột biến ấy nhỉ. Cái loại này khá là đắt nhá mọi người nhá. À, cũng giá cả cũng ngang với tôm hùm bông ấy. Đấy, anh em mình vừa đặt ở phúc hải sản.com về hai con, tại vì cái hàng mới về lạ, thế nên là anh em mình sẽ review cho mọi người xem cái con tôm hùm này ăn có ngon không nhá, tại vì mình chưa ăn con tôm hùm này bao giờ. À đây. À, giới thiệu cho mọi người cách để vào đặt hai con tôm này như thế nào nhá. Đó. Tươi sống đây này. Tươi sống. Mọi người, ạ. Mọi người chỉ đây. Mọi người chỉ cần vào giới thiệu cho mọi người nhá. À, cách để lên đặt tôm và các loại hải sản tươi sống nhá, ship đến tận giường luôn nhá mọi người nhá. Đấy, đầu tiên là vào Google này. Xong đó bắt đầu vào phúc hải sản.com đó. Rồi vào phúc hải sản.com rất có rất nhiều mặt hàng ở đây nhá mọi người nhá. Đó, có tôm này, cua này, ốc này, cá này, mực này, gia vị này, rất là nhiều. Đây ở dưới này rất nhiều hình ảnh được chụp từ nhà bạn Phúc Hải Sản nhá mọi người nhá. Đó. Đây, giả dụ muốn ăn tôm, mọi người có kích vào phần tôm này, có tôm hùm Alaska này, tôm hùm xanh này, tôm hùm bông này, tôm hùm Úc này, tôm hùm tre này, đó rất là nhiều. Hoặc là các bạn có thể vào phần cua này, có cua hoàng đế này, chân cua hoàng đế này, cua gạch Cà Mau này, cua Bắc Mỹ này, cua lông Thượng Hải này, đó rất là nhiều các loại hải sản ở trong này. Mọi người cứ vào phúc hải sản.com và muốn đặt mua cái gì thì có thể vào kích vào cái phần đó nhá mọi người nhá. Có thể kích vào những cái phần này để mua nhá. Và như video trước là mình đã hướng dẫn mua rồi, đăng ký thì rất là dễ, chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại sẽ có nhân viên gọi đến và hướng dẫn cho mọi người nhá. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ test. Bây giờ anh em mình sẽ test con tôm hùm loại mới nhất của Phúc Hải Sản này. Ui, anh ơi. Xem nó ngon không nhá. Đây. Em biết thừa con nào con đực rồi. Con nào? Con đen hơn này là con đực. Sao? Con này nó dễ nắng nhiều hơn. Đúng một nguyên lý cũng đấy. Phải đi kiếm ăn nhiều nên là nó sẽ đen hơn. Nhưng mà sao cùng một loại mà nó hai màu thế anh nhỉ? Mày thích bơi không? Cho mình xuống kia bơi 2 phút chết toi được. Bọn này vào nước ngọt 2 phút chết toi. Hôm nay anh em mình sẽ làm đặc biệt một chút nhá mọi người nhá. Không hấp, không gọi là gỏi như mọi khi nữa. Anh em mình hôm nay sẽ quyết định ăn sống. Đắp đất. Không, hôm sau nếu mà ngon, nếu mà hôm nay ăn ngon ấy, thì hôm sau anh em mình sẽ đặt 2 con nữa ăn gỏi cho vã mồm luôn nhá mọi người nhá.
cái đồ của nó lắm lông nhạm sướng lắm này. Anh ơi, sơ vào mà xem. Nó giống con tôm hùm bông ấy nhưng mà nó kiểu màu đỏ ấy. Con này nha, em để ý nha. Nó có vũ khí chiến đấu ác hơn mấy con tôm hùm kia. Cái mắt của nó này, nhọn chưa? À, con nào xin chết trước. Con này chết nhưng trước mà, nhưng mà phải cho nó làm nào cho nó chết trước đi. Xong rồi bọc nó vào chứ nhỉ? Chọc tiết canh nó đi. Chọc tiết nhá, ôi thế bỏ tiết à? À đúng không đó. Anh ơi, cho xuống nước cho nó ngớt. Cho nó ngớt đi. Ừ, đỡ bạn nhỉ, này. Cho xuống đây bơi nước. Đó, mình ngớt rồi, đây em mang đi em cho ngớt rồi. Đây. Cho em dìm con này không? Cách tốt nhất để dìm chết tôm nước mặn đó là cho nó xuống nước cho nó bơi, cho nó bơi không? Kéo mà nó lại làm bắt mà hút nhá. Chết đuối rồi ạ. Này. Đấy. Tại vì bọn tôm này ấy, thì nếu mà để lúc sống mà quấn vào kia ấy, sợ nó dãy. Ui anh ơi, từ đã. Con này nó có hai dâu. Con nào? Ui con này tôm này nó khác này. Chả hai dâu. Bình thường mỗi con có một cái dâu này thôi, mà cái dâu này nó lại kẽ ra như tôm không ấy nhỉ. Con này có bốn dâu như kiểu tôm tôm gì. Bốn dâu lại còn xẻ ra dưa cơ này. Thôi ngâm nó đi. Ngót. Mày ngót. Nếu mà để nó sống bọc vào sợ nó dãy rách hết với lại đất đấy. Cho nên là cắt tiết thì mình sợ nó mất chất. Thế nên là quyết định cho em nó xuống đây rửa luôn. Đấy. Để cho nó chết đã xong rồi thì mới rửa. Ngâm một lúc là nó chết mà chỉ tầm 2 phút thôi. Anh ấy nhìn như kiểu con tôm giả này. Này, đúng rồi đâu, nhện này. Đấy, bơi đấy. Anh bơi đấy, thấy tôm khỏe chưa? Mọi người thấy tôm khỏe chưa? Từ, nó dậy mất. Nhưng mà sắp chết rồi. Đừng lắm, đừng nhấc nó lên, nó thở được. Rồi, như con nhện ấy nhỉ. Tôm đi dậy này. Tôm giả thôi. Nhện. Thì em nó đã ngất ngỏm củ tỏi rồi, ấy vẫn dãy được. Mình sẽ bắt đầu quấn vào lá chuối trước nhé mọi người nhá. Đây gọi là nó dãy nốt phút cuối. Nó khỏe quá. Con này khỏe hơn. Cho đi sau đưa con đấy trước. Con này khỏe hơn nữa cơ. Không khỏe đâu. Con đấy là tôm đực. Vẫn sống. Ui con này to đấy nhở. To hơn con của em cầm. Dã man cái sủ của nó này. Bọc nó lại xong tí nữa. Ăn thì ngon lắm á. Hả? Nó đi lấy kia đây. Dạ. Lấy giấy bạc thế nào. Đây. Đây mà. Đâu cũng được nào. Đấy. Quấn giấy bạc vào nữa nhé mọi người nhá. Ui. To. Hai con này à, nướng theo kiểu cá lóc nhỉ. Nhưng mà cá lóc thì ăn chắc là vẫn giữ vị ngọt lắm đấy. Đó. Hải sản thì phải giữ cho nó đúng cái vị, không được mất vị mọi người ạ. Người ta này thì cháy tỏi nó, cháy nọ, cháy kia. Hải sản thì còn sốt nọ, sốt kia. Anh em mình ăn nhiều rồi thì chỉ thấy hấp là ngon nhất. Cách này thì anh em mình hôm nay muốn thử xem thế nào thôi. Tại vì hấp với nướng như thế này, nướng thì nước nó sẽ còn được nhiều hơn nhé mọi người nhé. Mình nghĩ khả năng sẽ ngon hơn đấy. Kéo lại thằng đặc sản ấy nhỉ. Đặc sản là gì? Lỗ đít của nó ỉa ở đây này. Như bông hoa. Đó. Rất đơn giản. Để em bọc con này chưa? Bây giờ sẽ tiến hành bọc đất nó nha mọi người nhá. Chỗ này gọi là dùng để thẩm mỹ hoa tay mọi người. Đó. Bọc xong sẽ đặt lên đây. Đặt vào. Hai con hai mặt. Úp nào. Nướng. Anh lấy thêm một chậu nước à? Xong rồi đấy. Ừ, tí nữa. Để đĩa đắp. Để đất nặng. Vừa làm
đồ ăn vừa kia luôn mọi người ạ. Vừa vừa nghịch đất sét luôn. Chơi đất nặn đấy. Chơi đất nặn luôn. Đấy, xong rồi nhé mọi người nhá. Bây giờ bắt đầu cho lên nướng. Ui nhưng mà hình như củ máu đệ đắp dày quá mà đệ. Không sợ đâu anh ấy, thì nó mới nướng mình ngọt. Đốt. Mọi người bảo cách này nó sẽ tôm nó sẽ ngon hơn không? Mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn tại vì nước nó không thoát đi đâu được. Mới cả hôm nay chắc chắn sẽ thành công anh ạ. Em nhìn thấy nó đẹp đẹp hơn mọi khi anh làm. Hề nhỉ hài nhả. Này. Đó. Mày biết quên gì không? Quên gì? Quên cho xả vào trong rồi. Ui. Thôi, có lá chuối, có mùi hương chuối rồi mọi người. Đáng nhẽ ra phải lót xả bên trong một chút xả để cho nó hương. Tức là hải sản luôn luôn phải có xả. Nhưng mà hôm nay mải làm có quên mất xả trong rồi. Anh ơi, phủ lên đi. Không cần phủ, tí nữa mình lật. Ui, ôi, tôm dậy à. Vẫn sống. Tôm dậy. Ui, thế bây giờ làm nào ấy? Làm nào? Kệ nó chứ làm nào. Dậy được gãy mất cái này rồi. Hả? Phát đấy là phát dậy cuối cùng ấy nhỉ? Chắc thế. Uầy, cũng kệ, ra đi cho lại toát rồi. Vẫn sống được rồi nhỉ? Nhấc lên. Cho sang đây, Ui. Đây. Ui, khét rồi. Xin đây. Lấy một cái mâm đấy. Lấy cái mâm sang đây để bóc tôm đi đây. Đâu còn mâm đâu. Đấy, mâm đấy. À, sang đây bóc tôm. Wow. Bây giờ anh em mình bắt đầu khui hàng nhé mọi người nhá. Sang đây xem con tôm nhé. Hôm nay có đệ tử đi theo mọi người ạ. Ui, dạ. Chỗ tài gọi là món tôm hùm này cho đệ tử nó thử dụng. Ui, dạ. Đấy, thấy chưa? Ui. Đỏ leo luôn anh nhỉ. À, ui, gãy mất cái. Ui, gãy càng rồi. Càng rồi. May không cháy anh nhỉ. Chỉ, tao nướng rồi. Thơm ấy. Ừ, có tí xả rồi đó. Xin biết con gì đâu. Con gì đấy? Con tôm. Con tôm ở đâu con đấy? Con tôm gì? Xin ăn tôm không? Hoặc lại buồn ấy. Ốm à? Xin ốm à? Hả? Đấy, xin chào vừa ốm ấy. Wow, con này đỏ. Chào vừa ốm đâu phải đi học ấy. À, cho dịch sang đây để bóc nó ra. Con này nghe ok hơn, bao đệ quấn kỹ hơn mọi người ạ. Đấy. Ui, xin lỗi. Bọc hồi nghi ngút luôn. Nào, ui. Ôi, sao càng nó dễ dụ nha anh nhỉ. Con này giữ nguyên tiết này nhỉ. À, đi sang bên này thử thức đi. Đây. Em lấy gia vị nhé. Ngồi đây để bố cắt tôm nhá. Chị ăn cho nào. Bẩn là. Bẩn đâu? Nó ngon đến này bố bẩn. Nó vào bẩn chân đây này. À, bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức tôm hùm Úc nhá mọi người nhá. À, nó nếu mà mùi hương ấy thì nó sẽ không được thơm như hấp xả. Mình quên cho xả thế nên đấy. Bây giờ mình sẽ bóc con này ra trước. Cá ơi. Đây này, tôm lên này. Có ăn tôm con này. Cá. Xin này, ngửi thì xem trong. Xin ăn tôm không? Ngọt không? Ui à, ui. Trắng bông luôn. Ui, cách nó kìa. Giữ đi. Giữ đi tí nữa cách. Em bảo quá. Đây, bố thổi cho nhá. Wow, đây. Đó, cắn không? Ăn thử xem. Không bỏng đâu. Ngon lắm. Cắn một miếng. Đâu, bố thổi đó. Ta xin thổi đi. Thôi. Đấy, cắn luôn. Ngon không? Ngon ạ. Ngon quá. Ngọt. Đây nó ăn rồi, ăn ngon rồi. Ây da. Wow. Mời tất cả mọi người nhé, mình sẽ thử một miếng tôm Úc. Đây là lòng tôm này. Đây cái lòng tôm. Wow. Ui, ngọt không anh? Ngọt không? Mời ăn thử chồng. Em phải ăn thử cái gạch nữa đây đó. Ngọt lắm. Béo đấy. Em chấm gia vị hả? Cay á? Cay á? Ui, xí này, nhìn này. Nhìn, ăn nào. Ăn tham như chó. Ăn đi.
Nguệt trăm lít trò ui trong gạch ngon lắm, cắn đi. Quên không mang cái thìa. Gặm luôn. Gặm. Ui à. Ha ha ha. Tiếp nó này. Anh cá. Cái gì? Anh cá. Cá, cá dưới nước. Cái tiết nó này ăn ăn tôm xong nó mới ăn cá. Ngọt, ngọt nha anh ơi. Cái này là cổ chia. À, tôm Úc ăn cũng na ná như tôm hùm bông nhá mọi người nhá. Tôm hùm Úc ăn na ná như tôm hùm bông và cái thịt nó chặt này. Đây, thấy chưa? Nó chặt kinh điển luôn, nó không như những cái loài tôm khác nhá. Mẹ ra vừa cô ăn. Mẹ ở nhà rồi, ra cho cô ăn. Mẹ ra rồi à? Đây, 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 xin đây. À, tôm hùm bông. Con đây thịt nhá anh nhỉ? Đầy đặn thịt thơm. Ui xà. Ui rồi đến tận đuôi luôn. Xã màn. Ui da da da. Mọi người thấy chặt thịt chưa? Xin ơi. Ngoan nhìn chưa? Này, cái gì đây? Tôm. Cái tôm. Cái tôm để làm gì? Mày mày cuồng cứt. Con này, cái này nó cái... quen rồi mọi người. Không được thế. Cái tôm đây là con gì? Tôm. Con tôm để làm gì? Việc. Sao lại để làm việc? Thằng ngấm rồi. Thế con mai cái con lớn nó làm gì? Cắt vào chim nhá. Không. Thế chim này làm gì? Làm việc. Làm việc gì? Làm. Ừ. Wow, chặt rất chặt thịt nha mọi người nhá. Nó cục thịt nó cục 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 rồi. Wow, đầy ế luôn lưỡi anh nhỉ. Đầy đầy ui ui, nhìn này. Trời. Wow. Đây là cái ruột nó này anh ạ. Lôi về ra cho nó. Úi, úi. Ruột ruột đến tận đít luôn. Anh ăn thử em nào. Hả? Mày ăn thử xem nào. Dùng con xà sùng ấy này. Ui. Thôi cứ gặm cả miếng ăn cho nó. Ruột nó dai dai luôn ạ. Wow. Ngon á. Ngọt không xin? Ngọt không? Ngọt không? Ngon hơn cá không? À, ấy à, cơ, ok. Ngon không nó bảo như thế này. Ngon không? Làm lại cho chú Dũng xem. Ngon không? Ok. Ok. Quá ngon luôn mọi người ạ. Ngon cực cực. Đó. Ai muốn ăn tôm hùm Úc thì cứ ghé phúc hải sản.com nhá, hoặc là số điện thoại mình để dưới comment, à dưới mô tả nhá. Nó cực kỳ ngon luôn. Dài à? Nhưng mà mọi người nên hấp. Ôi, hấp xả. Hết rồi á, đây rồi. Rồi, làm hẳn miếng to luôn. Dài thôi rồi đấy. Nhưng mà mọi người mua về ấy, thì tất cả các loại hải sản thì anh em mình đã review rồi. Thì mình khuyên mọi người nên hấp với xả thì sẽ ngon nhất. Giả dụ nướng như anh em mình ấy, thì nó giữ được nước hơn ấy, nhưng mà cái hương vị nó không được ngon như đấy. Ủa cái... này. Nó rất là giòn nhá. Nướng này nó cái hương vị nó không bằng hấp xả. Ui, đỉnh không? À, đỉnh không? Ok luôn. Quá à. Ok luôn. Hả? Ui, xin này. Cái này, quả đuôi nó này. Ngon chưa? Một cục thịt lặn luôn này. Mà Dũng ăn xem nào. Dũng xem nào. Quá tuyệt vời luôn. Đâu, đấy là... đấy là gạch tôm đấy. Gạch tôm đấy. Mày cuồng cứt à? Món này nó ngọt lắm rồi ạ. Nó cái... giòn. Mà con này nó sứt sứt đấy nhỉ. Nó sứt sứt hơn mấy con kia. Như này. Thịt nó gần như kiểu thịt lạ luôn này xé à. Cút đây này. Không phải đâu. Đây này, tôm đấy. Đây này, đây đây trong này đây này. Nó giòn ra đấy cho một mái ăn sao rồi ạ. Xin Mai Cơm. Mai Cơm có ra đồng cùng bố không? Đó. Thế Mai Cơm xin lớn xin làm gì? Quay phim đấy nhỉ? Hả? Quay phim. Ừ. Xin lớn xin làm gì? Phim. Phim. À, xin ăn phần nào đây? Cái phần giòn nhất là cái phần đuôi đuôi nhá mọi người nhá. Mà xin chút nữa. Đó, đây. Không ăn tôm. Thế ăn gì? Ăn đập nhá. Đấy, đi đâu đấy? Bye bye nhá. Kéo ngã nhá. À, chuẩn bị nó tầm
hai phút nữa, à hai năm nữa, à một năm nữa là mình sẽ cho nó ra đồng dạy cho nó bơi nhá. Cú xin cho mình đó. Trở về lại cái món tôm, à về cái tôm hùm Úc này ấy, thì mình khẳng định với mọi người nhá, là cái chất lượng và cái độ ngon ngọt của nó ấy, và đối với như kiểu tôm hùm bông ấy thì gần như nhau luôn nhé mọi người nhá. Tương tự mà. À, tại vì tôm hùm bông ấy là cái loại tôm hùm khá là đắt, đắt đỏ. Giòn. Ăn ngon. Tôm hùm Úc này nó giòn, ngon. Nó thật ra là hay những cái loại tôm hùm đều rất là ngon này, thịt nó này. Mình xé còn còn dai nữa nhá. Để mọi người biết là cái độ giòn của nó như thế nào đấy. Cực kỳ giòn luôn nhá. Ngon. Nó chắc ăn 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 sướng hơn mấy cái con tôm Alaska to to cả ngày nhỉ. Thế mà chắc hơn mà. Ngon hơn nhiều. Tại vì sao? Mọi nơi đều có thịt. Rồi, mình sẽ cắt cái đầu ra mọi người xem nhá. Cái đầu nó rất là nhiều thịt luôn. Nó có mấy cái ruột cơ. Con này có sừng này. Có sừng mà, lúc nãy em bảo anh là có sừng mà. Ừ, có cả sừng, gãy, gãy. Nó vũ khí chiến đấu đua hết đằng trước nhỉ. Cái gì? Con này bị cắm sừng. Mắt nó đi. À. Ăn mắt nó đi. Cắt nó, cắt cho vào mắt. Ăn ngon không?